Rồi rồi, cả nhà ăn cơm, mình ăn cơm mình. Hả? Trước khi cả nhà ăn cơm, con xin được thông báo một tin rất là vui ạ. Dạ, tin vui mà con muốn thông báo. Là tin gì con? Dạ là... là con đã có tin vui hả? Dạ, tin rất vui ạ. Gì vậy mình, tin vui gì? Trời ơi, trời ơi. Mẹ đi đâu vậy? Đi thắp nhang mừng, gọi là gì, tạ ơn ông bà đã cho vợ chồng nó có tin vui. Thôi nói chung là bây giờ mình dẹp cái mâm cơm thì mình đi ăn nhà hàng Anh Đại. Đi. Khoan. Niềm vui nho nhỏ của con mà làm cả nhà mình mà vấn loạn mà đi ăn mà như thế con cũng cảm động quá. Cái này mà nho nhỏ cái gì? Con đại. Tin này là vui quá, con phải đại. Ba mẹ đại. Con mà. Ôi cái tin mà vậy thôi mà được mọi người ủng hộ như thế con ngạc nhiên quá. Trời, đây là một niềm vui lớn con. Bởi vì trời ơi, ba mẹ không có nghĩ là tụi con có tin vui nhanh như vậy. Trời ơi, con trai của mẹ con đã làm được một kỳ tích. Dạ, mà niềm vui của con không liên quan gì đến anh ấy đâu. Sao lại không liên quan con? Dạ. Nếu như con có niềm vui thì phải liên quan tới nó. Mà có nó thì con mới có niềm vui chứ. Đúng rồi em, cái niềm vui này do anh hợp tác. Cái niềm vui của con liên quan đến người khác. Người khác là người nào? Ai? Sếp con ạ. Cái gì? Tại sao niềm vui này lại liên quan tới sếp của em? Thì phải có sếp thì mới có niềm vui đấy chứ. Không có sếp làm sao con có được cái đấy. Vậy là con ấy với ông đó rồi con ra cái niềm vui. Dạ đúng rồi. Thế con phải qua lại với sếp con thì con mới có chứ. Tại sao em có thai với sếp của em? Ôi cả nhà tưởng là con có tin vui là con có thai với sếp con á. Cái tin gì con? Chứ nãy giờ con không, tại bụng con nó kiểu nó nôn nao, nó cồn cào thì con sờ vào bụng thế thôi. Là con có cái niềm vui là con đang có cơ hội được thăng chức trưởng phòng ạ. Vậy mà con nói liền. Nhờ sếp con. Con úp mở con làm cho ba mẹ sợ cái quá mạng à. Tưởng là con có thai, chứ còn cái này thì cũng vui nhưng mà vui nhỏ thôi chứ vui thì vui. Ăn cơm là chưa được rồi hả? Với lại con cũng nói luôn là khi mà thời gian này con cũng đang bận để con làm việc để cố giành được cái chức đấy ấy. Cho nên là mọi người cũng thông cảm giùm con. Yên tâm, con cứ tranh cử, con cứ tất cả mọi chuyện để con hướng tới một cái chức đó đi. Việc nhà đã có mẹ già thằng Tú lo rồi. Con phản đối. Cái gì vậy? Em không có tranh cử gì hết á. Ở yên đó đi. Tại sao vậy? Thì công việc của em phải tranh đấu chứ. Ba mẹ không có hiểu đâu. Tại vì mỗi lần mà vợ con mà muốn tranh cử cái gì á thì hay căng thẳng lắm. Mà bao nhiêu cái căng thẳng thì về tới nhà nó không có yên. Bao nhiêu nó đổ lên đầu con hết là con không chịu đâu. Con vô duyên lắm à. Con làm riết giống như con tiểu nhân quá. Con làm như con ganh với vợ con vậy đó. Trời đất ơi, con mắc cười quá. Vợ con nó được vậy con phải vui vẻ, con phải hãnh diện, con phải hỗ trợ đó. Tự nhiên giờ con gào lên như thằng điên vậy đó. Yên tâm đi. Ba mẹ ủng hộ. Con cứ việc làm đi. Còn chừng nào mà nó quậy con hay gì con có mát mẹ để nó mày xử cho. Ủng hộ con dâu. Dẹp xuống ăn cơm. Ủa gì? Con không tìm thấy anh Tú. Con thấy anh Tú để lại cái tờ giấy có 3 chữ cuối là vĩnh biệt em ... Đừng ai đi tìm người chồng có cô vợ xem mình là tấm thớt để trút giận nữa. Vợ ơi, tới khi nào em lên được chức trưởng phòng, không còn căng thẳng, không còn xì chết nữa, thì lúc đó anh đã đi rồi. Vĩnh biệt em. Mẹ hiểu rồi. Như thế có nghĩa là cái đối thủ mà không ngang sức với nó, cái đối thủ mà khác giới, cái đối thủ mà nó muốn đánh mà đánh không nổi á, thì ra là con. đôi mắt mà gọi là thâm đen của nó thì ra là con. Thôi con giận và mất khôn rồi, con xin lỗi, để con chạy đi con tìm anh ý. Con hứa con sẽ không như vậy nữa. Để chạy đi chứ không mà anh ấy cho chữ Vĩnh biết em mà thật thì chắc con cũng chết. Ôi anh ơi, anh ơi.